Chào gia đình yêu thương của Út nha. Chúc gia đình yêu thương của Út lúc nào cũng vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, gặp gì may mắn, cát tường như ý, công việc hanh thông nha cả nhà. Trời quỷ thần ơi, bữa nay anh Hề Lê Tím 8 tấc tiếp tục lên sủa rồi. À, mượn gió bẻ măng rồi. Thấy anh ca sĩ Nguyên Vũ vậy cái nhảy lên chụp đó. Anh Hề Lê Tím nói là anh ca sĩ Nguyên Vũ thường tâm sự với anh Hề Lê Tím, sao ngộ ha. Sao ai cũng tâm sự với anh Hề 8 tấc ha. Có 8 tấc à mà ai cũng tâm sự vậy. Lúc trước thì nói là bao nhiêu chuyện trong gia đình cậu Năm tâm sự hết trơn cho mình, để mình biết về câu chuyện của Hồng Loan nên mình bảo vệ Hồng Loan. À, và bây giờ nói là anh ca sĩ Nguyên Vũ tâm sự anh Hề Lê Tiết. Một thằng Hề hết thời 8 tấc. À, một thằng Hề đói thối mồm. À, giờ nợ tùm lum tùm la mà anh ca sĩ Nguyên Vũ với cậu Năm tâm sự với mình hả? Sao khoái nhận người quen vậy? Hả? Thấy sang bắt quà làm họ sao khoái nhận thân thiết vậy? Hả? Thấy mình ta né rồi. Thấy cái mặt mình ta chạy 8.000 cây số trên giờ rồi. Chạy mà cắt cái thắng bỏ luôn, khỏi thắng luôn, chạy luôn. Ồ, tâm sự. Anh ca sĩ Nguyên Vũ tâm sự. Ngày sau ghi âm lại giống như cái bên màu đó. Coi anh ca sĩ Nguyên Vũ tâm sự cái gì? Hả? Anh Hề Lê Tím 8 tấc. Nó dốc với cái mặt anh vậy luôn á. Chứ mà anh không có dốc, cái mặt anh cũng đỡ đỡ. Nó dốc với mặt giống quỷ luôn. Đó. Nói là anh ca sĩ Nguyên Vũ tâm sự với anh Hề Lê Tím là cái chuyện mà anh ca sĩ Nguyên Vũ gây lộn với anh Bằng Hờ á là do Ni làm ra. Do Ni làm ra đó. Chứ không phải là anh Bằng Hờ thấy cái gì cũng thua ca sĩ Nguyên Vũ, cái gì cũng thua, cái gì cũng quyền huynh phế phụ. Giật Hồng Loan trên tay Nguyên Vũ, khi Nguyên Vũ là MV là cho Hồng Loan được nhiều người ủng hộ, cái anh Bằng Hờ bất tài vô dụng thấy vậy ghen ăn tức ở, giật lấy danh nghĩa là quyền huynh phế phụ giật. À, lúc đó là bắt buộc Hồng Loan phải chọn một trong hai. Hồng Loan chọn anh hai nó, bỏ anh Nguyên Vũ, đúng không? À, giờ nói là do Ni làm mà ra. Nếu thật sự hai người đó có tình cảm chân thành thì 10 Ni, 100 Ni cũng không làm được gì hai người đó. À, đúng không? Bản thân anh Bằng Thờ bất tài vô dụng, hết thời rồi. À, nhờ cái drama Hồng Loan, dựa vô Hồng Loan để nổi lại. Giờ thấy anh ca sĩ Nguyên Vũ đến giúp Hồng Loan nhiều quá, nhảy vô, nhảy dựng, quyền huynh thuế phụ này kia. Đó, giật Hồng Loan về trên tay mình. Lúc đó trong tem yêu thương bắt buộc Hồng Loan phải chọn anh Bàn Thờ, anh hai của mình, bỏ anh ca sĩ Nguyên Vũ. Thì lúc đó ca sĩ Nguyên Vũ người ta buồn hay là người ta bực bội gì đó thì nói xấu là cũng chuyện là bình thường thôi. Nhưng mà cái người ác độc nhất là con cá bảy màu. Ác độc nhất là con cá bảy màu. Cái người nói không ác độc mà cái người mà ghi âm tung lợi những thời điểm không thích hợp mới là ác độc. Như tôi là tôi giận bạn tôi nói xấu nó tựa luôn. Mai gặp nó ơi tao mày biết lỗi rồi thôi bỏ qua ha. Rồi xong. Còn cái người mà ghi âm lại những cái lời nói đó là những người mới độc ác, phá danh dự người ta và phá tất cả những gì của người ta. Đó, những người đó mới đáng tội, chứ người mà nói xấu. Có người ta mà người phàm mắc thịt mà sân si ái ố là cái chuyện bình thường. Chuyện bình thường. Nhiều lúc mình đang nói chuyện người ta, chút người ta giờ đi, mình nói xấu người ta đó. Nó chuyện bình thường thôi. Vậy mà nó ghi âm lại nó tung lên. Đó. Và giờ bây giờ đổ thừa cho Ni Hồng Loan làm cái chuyện đó. À, chứ không phải hả? Chứ không phải le le lỡ dạ miệng là bỏ 30 tỷ làm phim. Và bây giờ có cái nịch, cái quần què rồi bỏ ra làm phim. À, bởi bây giờ không có tiền bỏ làm phim. Đó, mới lợi dụng Hồng Loan đủ rồi. Trục lợi đủ rồi. Muốn quay xe mà giờ lỡ miệng nói là bỏ tiền ra làm phim 30 tỷ rồi. Bây giờ biết làm sao? Chúng chửi hay sao? Nên dựa cho câu chuyện anh Nguyên Vũ làm MV cho Hồng Loan. À, nhảy dựng lên nói anh ca sĩ Nguyên Vũ làm lộ thông tin mà trong khi kịch bản của phim chưa viết cái gì giọng, chưa biết cái gì trong đó luôn mà nói người ta làm lộ rồi chửi người ta gần lên rồi nói rút khỏi đặng khỏi làm phim 30 tỷ, đúng không? Chứ không phải vậy hả anh Hề Lê Tím? Chứ không phải vậy mà anh ca sĩ Nguyên Vũ giờ đi hả? Lúc đó ông biết ca sĩ Nguyên Vũ là tổn thương ở nhà, ông không binh ca sĩ Nguyên Vũ, không binh ai hết. Nhưng mà chúng ta phải đem ra phân tích cái cục diện lúc đó câu chuyện như thế nào. Anh ca sĩ Nguyên Vũ đến với Hồng Loan sim số đẹp, ngân hàng số đẹp, làm cái kênh YouTube cho Hồng Loan, ký hợp đồng kênh YouTube, làm MV cho bỏ vô cái kênh YouTube đó để mà là có tiền. Lúc đó anh Bằng Thờ làm gì? Anh Bằng Thờ chả làm gì cho Hồng Loan á. Tối ngày chỉ mang cái danh quyền quân thế phụ mà trong khi ăn cái tiền BH 300 triệu, ăn tiền đánh tan, im lặng luôn, đổ thừa cho ông Gia. Rồi bây giờ đổ anh ca sĩ Nguyên Vũ xong rồi bây giờ bắt buộc Hồng Loan chọn ai? À, chọn anh Bằng Thờ. Bỏ anh Nguyên Vũ, có thời gian nghe đồn giả bộ nói câu là chồng Hồng Loan ghen không cho tiếp cận anh Nguyên Vũ nữa kìa. À, hỏi là sao không tổn thương? Gặp tôi mà Út mà như anh ca sĩ Nguyên Vũ tổn thương thì bây giờ chúng ta đừng phân tích ai quay xe hay không quay xe, đừng phân tích chuyện đó nữa, mà chúng ta hãy phân tích là lúc đó anh ca sĩ Nguyên Vũ tổn thương như thế nào. Mình đến giúp người ta
tiền bạc mình đổ ra, mà bây giờ người ta chọn anh, người ta bỏ mình, tổn thương không? Thì lúc đó thì kiềm chế không được, nói xấu bình thường. Mà con quỷ bảy màu nó ghi âm đỡ, nó là con độc ác nhất. Cái con quỷ đó là con quỷ độc ác nhất. Con quỷ đó mốt mà nó không kịp ngáp đâu. À, đúng cả nhà. À, mà bây giờ túm lại như vậy nè, có nhiều người nói Út nè, mày đừng có nói chuyện bà Hằng nữa, mày làm ơn mày giải quyết ông Nguyên Vũ đi. Ủa, ông Nguyên Vũ mắc mới thì tôi giải quyết ổng, mắc mới thì tôi giải quyết chuyện của ổng, cởi ổng, ổng quay xe ổng bảo lợi cởi ổng, mắc mới thì tôi giải quyết. Mày lo mày giải quyết vậy anh Nguyên sĩ Nguyên Vũ đi. Bây giờ ông túm lại một câu nè, tới thời điểm này rồi, ai quay xe ai ở lợi không cần thiết nữa, ai muốn quay thì quay, ai muốn ở thì ở, không có ảnh hưởng gì tới cục diện của câu chuyện. Câu chuyện gần như ngã ngũ rồi, câu chuyện gần như Hồng Loan đã rành rành ở đó, là nó đã chiến thắng rồi, nó là con cậu hưởng tài sản của cậu rồi. Thì bây giờ ai ở lợ thì vui, ai ở lợ kết thúc drama ngồi là ăn buổi tiệc, còn ai không ở lợ thì cũng quan hỷ cho người ta ra đi, tại người ta đã mệt mỏi câu chuyện này rồi, nó kéo dài quá thì cho người ta ra đi, ta làm ăn, chẳng lẽ ta dính chùm hoài trong drama hoài. Người nào còn thời gian ở lợ, còn người nào không thích nữa thì ra đi, chuyện bình thường đúng không? Đâu phải vì họ nói như vậy mà phủi cái ơn họ đã đến giúp Hồng Loan ngay từ đầu buổi đầu sao, đúng không cả nhà? Nhưng Út không có giận ca sĩ Nguyên Vũ đâu, Út biết đến giúp như vậy mà khi mà bị nói này chồng Hồng Loan ghen hay là cái này kia là người ta sẽ bị tổn thương, đặc biệt con le le chửi mẹ người ta luôn, đến giúp Hồng Loan học được gì mà bị chửi mẹ người ta luôn. Mà lúc đó con le le với bàn thờ thân nha, mà Hồng Loan lại chọn bàn thờ, hỏi ca sĩ Nguyên Vũ tổn thương không hả? Giờ kêu tôi nói gì anh ca sĩ Nguyên Vũ, kêu tôi chửi gì ảnh hả? Dù gì ảnh cũng có ơn với Hồng Loan, giờ ảnh mệt quá ảnh đi cậy ảnh, mà cái con quỷ con cả cái màu là con quỷ độc ác nhất. Ông lại đi làm mắc mớ kêu tôi xử ổng, tôi lại gì xử ổng, ổng chưa dặn đầu tôi là hơi đó xử. Anh nào ơi, mày lo mày xử ca sĩ Nguyên Vũ cả ông đó, mày hàng hoài ăn muối vô, ăn muối nhiều vô rồi bình luận, trước khi bình luận ăn muối vô cho cái não mình nhờ để thiếu muối nó rời rạc, hiểu không? À, trong cái câu chuyện này tới giờ này cái nhà, ai quay xe ai ở lợi là không còn quan trọng nữa, tại vì nó đã rõ ràng rồi, Hồng Loan là con cậu Hà thừa kế thứ nhất. Khi bãi bỏ ADN của cô Sáu, phạt cô Sáu 7,5 triệu, có nghĩa là ông Giáo không cần ADN mà vẫn chứng minh rằng Hồng Loan chính là con cậu, thì cả nhà biết chuyện gì xảy ra thì Hồng Loan thắng, thì chuyện đó ai đi ai ở chỉ có bị gì đâu. Anh ca sĩ Nguyên Vũ ở lại thì Hồng Loan vẫn thắng, ảnh ra đi thì Hồng Loan vẫn thắng, nhiều người ra đi thì Hồng Loan vẫn thắng, nó mãi mãi là con cậu thì mãi mãi thôi. Bây giờ ở lại đông thì vui, không đông thì thôi, có gì ảnh hưởng đâu mà rần lên vậy, đúng cả nhà? Rồi ông nói về con ve xíu cả nhà, ve bây giờ hết đường rồi, xin Hồng Loan bỏ qua cái vụ ADN. Lúc trước thì ve thách Hồng Loan đi làm thử làm coi chơi, thách làm nhớ không cả nhà? Nhớ con ve thách không? Thách làm vụ ADN làm thử coi chơi, thì bây giờ nó biết câu chuyện mà nhà cửa đã gần như ngã ngũ xong rồi, thì bắt đầu câu chuyện ADN, mà nó biết là nhà cửa đã xong, thua rồi. Thua có nghĩa là ADN sẽ thà làm. Nó gian xin Hồng Loan bỏ qua, đâu có bỏ qua cho mày được chứ. Mày gây biết bao nhiêu thương đau cho người ta, mày chà đạp danh dự của người ta, mày mướn người ẹt Hồng Loan, mày mướn người làm Hồng Loan đi lên bờ xuống ruộng, mày đánh phá liên tục, mày chửi rủa liên tục, mày hãm hại Hồng Loan liên tục. Bây giờ mày nói túm là một câu là bỏ qua, đâu có được. Cái từ bỏ qua nhẹ nhàng dữ vậy hả Giang? Hả? Quay đục nước đục cái, đục trời đục mây, bây giờ kêu từ bỏ qua sao? Đâu có bỏ qua. Cái chuyện bỏ qua không bỏ qua là không quan trọng. Quan trọng phải dạy dỗ cho mẹ con ve một bài học, để bỏ cái tính mà vừa ăn cướp vừa la làng, danh dự tài sản vô ơn phản phúc, rồi còn quay lợi hại cái người ân của mình là cậu và Hồng Loan, chà đạp danh dự cậu, hãm hại danh dự Hồng Loan. Nếu mà Ni mà không có phước dày đó là Ni bị đăng xuất khỏi thế giới loài người rồi. Còn Hồng Loan mà phước không dày đó thì bị gài ăn cắt 8,2 triệu ủ tờ mẹ nó rồi, còn đâu. Và mang tiếng bất khiếu, mang tiếng lụm lon nữa. Giờ nó câu bỏ qua nghe lẹ quá vậy ve. Hả? Bỏ qua làm gì chơi đi chứ. Mình nói là mình đấu tới cùng mà. Fan của mình nói là mình tung chiêu cuối mà. Chiêu chiêu xin lỗi hả? Chiêu năn nỉ hả? Chiêu gì vậy? Cô Sáu qua gì lội ngược dòng mà lội đâu vậy? Hả? Lội lần kia đóng phạt 7,5 triệu hả? Lội là cứ qua chức năng là đóng phạt 7,5 triệu hả? Hả? Rồi thôi gom mẻ lưới gom gì vậy? Hả? Chuẩn bị lợi nhà Hồng Loan gom đồ về hả gì? Hả gì mà gom mẻ lưới? Hả? Anh Tài Trần, anh Từ Trần gì đó. Là anh đạo diễn thì nói làm xong rồi anh ca sĩ Ung Vũ ủ tờ, mắc gì ủ tờ, bây giờ ông không tham gia nữa thôi, mắc gì ủ tờ. Phải chi mà cái ADN nó rất là quan trọng, nó sẽ quyết định một cái vụ án gì đó thì mà còn nói được.
Còn cái này nó chẳng có liên quan gì hết. Ta không cần, ông giáo không cần. Giờ mắc gì ủ tờ? Hả? Ủ tờ là ai ủ tờ không? Cô 6 với 11 số tài khoản kia đó. Cẩn thận đi. Cái vụ nhà cửa xong làm 11 số tài khoản kia, khoản kia là cẩn thận củi lửa đi. Ừ. Lo tắm rửa sạch sẽ đi. Đó, để chờ chờ ngày ông giáo lỡ ông mời đi. Giờ nó tới cá bay màu xíu đi cái nhà. Cá bay màu kêu gọi Hồng Loan sống phải có lương tâm. Ừ. Phải chia tài sản cho mẹ con cô 6. Không ấy giùm cá bay màu. Mày có lương tâm không? Không ấy mày cá bay màu dẫn cô 6 lên Củ Chi chia bớt căn nhà màu hồng cho cô 6 đi. Tại vì giờ Hồng Loan không có lương tâm. Thì nếu mà cá bảy màu có lương tâm thì cá bảy màu lên dẫn cô 6 lên đó chia nhà hoặc cho luôn cô 6 nhà đi là mình có lương tâm, đúng không? Bản thân mình có lương tâm chưa? Bản thân mình đã có lương tâm chưa? Mà mình kêu Hồng Loan phải có lương tâm. Nếu con người mình có lương tâm, mình đến con chuyện này người ta, mình trục lợi mình kiếm tiền. Khi người ta không trân trọng mình nữa thì mình dời đi, mình im cái miệng mình lỡ. Còn cái này không có, mình quay qua mình chửi giữa mình vu khống bịa đặt mình hãm hại đánh kinh tế người ta. Mình chà đạp ta không thương tiếc luôn. Mình chửi những YouTube bảo vệ Hồng Loan là chó ăn xương trực gì đó. Vậy là mình có lương tâm chưa? Và mình có lương tâm chưa? Khi chưa có bằng chứng rõ ràng, mình nói dê ăn biết bao nhiêu tiền để nó mang luôn cái án sao kê tới giờ này, đúng không? Đúng không? Vậy bản thân mình có lương tâm chưa? Hả? Hả các bảy màu, chính vì mình không có lương tâm, ông trời mới phạt mình đó. Đúng không? Mà bây giờ mình kêu Hồng Loan phải có lương tâm, chia tài sản cô 6. Mình thua cô 6 quá. Thì mình đem cô 6 về Củ Chi, mình chia cái nhà màu hồng của mình đi. Mình có hai chiếc xe hơi, mình chia cô 6 một chiếc, mình một chiếc đi. Vậy mới có lương tâm, đúng không? Vậy mới là người bảo vệ cô 6 chứ. Bây giờ nhà mình bự quá mà cô 6 có nhà ở, tội nghiệp cô 6. Chị 6 của mình chia chị 6 của mình cái nửa căn nhà đi. Vậy mình mới có lương tâm. Hồng Loan giờ không có lương tâm mẹ gì hết trơn á. Giờ lương thực lương tháng không lương tâm mẹ gì hết trơn á. Tài sản của ba nó hưởng, mắc mớ gì phải chia. Giờ nói nó không có lương tâm. Hả? Tại sao cô 6 không bằng tuổi cậu 5? Tại sao cô 6 không là nghệ sĩ? Tại sao cô 6 không làm cho tài sản cho riêng bản thân mình mà bám như cuộc đời người ta, bám như cuộc đời người ta hết tuổi thanh xuân cậu trả nợ cho nàng biết bao nhiêu tài sản. Rồi bây giờ tiếp tục kêu con người ta chia tài sản, không chia là không có lương tâm. Hả? Ngộ vậy? Chẳng lẽ giờ tôi chạy thành phố tôi kêu anh tôi chia tài sản cho tôi, không chia là anh không có lương tâm. Hả cả nhà? Tại sao mình cũng là con người, người ta cũng là con người mà ta làm cái tài sản, ta nuôi mình, ta trả nợ cho mình. Để ra mang ơn người ta, mình vô ơn phản phúc. Cậu kêu ký tên mẫu không vô mắc giữ em bé đi chơi du lịch, lợi dụng đám tang ăn biết bao nhiêu để cậu mắc nợ trần gian. Bây giờ con cá bảy màu lại phiên Hồng Loan chia cô 6 mới có lương tâm. Ai là người mà không có lương tâm? Ăn tận ăn mạng, ba người ta nằm xuống không có tiền mua quan tài, phải kêu gọi quyên góp, mà quyên góp đổ tài khoản ai không, không vô con người ta. Đúng không cả nhà? Vậy mà có lương tâm. Mấy đứa mà hai nói chuyện mà đạo lý nhưng cá bảy màu sống ra con kẹt chứ, đúng không? Đó, nó nói nó kêu bằng anh Vũ Linh, nó lớn ổng con tuổi à, ổng kêu bằng cậu, nó kêu bằng anh Vũ Linh. Đó, anh Vũ Linh. Giờ nó kêu bà Sáu bà bằng chị, giờ nó xưng chị với con ve. Vậy dấu cuộc là sao? Vậy dấu cuộc là sao? Con ve kêu đó bằng chị, nó kêu bà Sáu bà bằng chị, bà Sáu bà là má con ve. Giờ là sao? Giờ nó xưng chị với Hồng Loan mà nó kêu cậu Năm lại là ba là anh. Hả? Đúng không? Trời ơi trời, con gì vậy? Chứ không phải qua thuốc địch, chứ không phải qua hậu. Con ể, ể xuyên lục địa. Hả? À, mê chồng người ta, mê chồng của chị ngoài quận 9 á. Thấy chồng người ta đẹp quá, kiếm hoài luôn, táp cho nhà, tự mở cửa vô nhà luôn, vô vòng vô ghế ngồi luôn. Ngồi cái kia hỏi mẹ người ta và ảnh đâu rồi. Cái bà đó nói là không biết. Ủa ngộ vậy? Con mà cô không biết, ngộ vậy? Ghê chưa? Giờ vợ ta ra hỏi, ai mời chị vô vậy? Ai cho chị vô vậy? Vô nghề chém chạy vậy đó, không về. Ngồi dài luôn, hàng chi. Cứ kêu ni là quay chồng mình lên đi. Dặn đi hoài, đừng quay lên. Công cá bảy màu thấy làm mệt. Thấy chồng đi đẹp quá làm mệt. Đúng rồi nha. Quá trời quá đổi rồi. Bây giờ mình có lương tâm, mình chia nhà mình cho cô 6 đi cá bảy màu. Ủng hộ đó. Mình chia nửa căn nhà màu hồng, chứ chia cho cô 6 bớt cái chiếc xe hơi đi. Già mình nhiều quá mà, mình chụp mình đăng lên bịch đúng không? Chùm mà, mình dỗ một xương tên bạch mình làm đại gia Củ Chi mà. Bây giờ mình chia cho cô 6 nhiêu đâu có nhầm nhòi đâu. Vậy mới là fan cuồng chứ. Vậy mới gọi là bảo vệ cô 6 chứ. Bảo vệ bây giờ mình ở nhà cao cửa rộng để chị 6 của mình sắp tới ra đường ở đâu được. Sắp tới ủ tờ nữa. Đúng không cả nhà? Đó bây giờ chị ngã ngủ rồi. Tóm lại câu chuyện anh Nguyên Vũ là không quan trọng nữa, không quan tâm nữa, không ảnh hưởng Hồng Loan nữa. Còn ở lỡ thì vui, không còn thì thôi. Giống như người lạ thoáng qua đời thôi. Người lạ thoáng qua đời ta thôi. Đến thời điểm nào đó họ đến ta, đến thời điểm nào đó họ sẽ rời đi. Đó là cái duyên kiếp từ kiếp nào đó. Đúng không? Người lạ thoáng qua đời thôi. Vợ chồng ở bao nhiêu năm còn chia tay, không kia bạn bè mới gặp đây. Có mẹ đâu quan trọng.
vợ chồng đầu áp tay gối mấy chục năm còn ly dị ly hôn mà bạn bè đến như có năm mấy hai năm nay thì giờ đi có chị nào lạ, đúng không cả nhà? Ghe cậu đó nó còn bán đứng mà, bán đứng bán ngồi bán nằm nó bán luôn mà, nó hổn hồn chi mà người lạ thoáng qua đời năm hai năm nay. Anh cô sáu còn bán luôn mà, nó hổn hồn chi mà. Ca sĩ Nguyên Vũ đi, tình cảm mới đây thôi có năm mấy hai năm nay có mẹ đâu mà sâu sắc, có mẹ đâu quyến luyến, có mẹ đâu nặng nề, đúng không cả nhà? Ừ, thôi giờ chào tạm biệt cả nhà nha, bye bye, ông đi chợ.